Vâng, hello, xin chào cả nhà mình nhá. Hôm nay thì em lại về thêm món mới cho anh em tham khảo. Anh em mà thích dòng Windows nhá, Windows Live Tablet luôn, vừa cảm ứng vừa vừa có thể dùng bàn phím nhá. Bàn phím thì em hiện tại em chỉ có máy với chuột thôi mà mới bạn. Máy với bộ sạc các mọi người nhá. Bộ sạc Zin của Microsoft các bạn nhá. Đây, bộ sạc của nó đây, đó, bộ sạc Zin đi theo Microsoft này. Mỗi máy thì kèm theo một bộ sạc nhá. Đầu tiên đây nên mọi người một cây cây này là Sunface Pro mọi người nhé, Sunface Pro 3 nhé. Đó, giá cái cây này thì em đang để là 2 triệu đây. Bắt đầu lấy được thì là nhắn tin cho em nhé. Con này thì vì mọi người dùng văn phòng nhiều Word Excel kiểu ngon này, nó chạy Windows 10 Pro ấy, mọi người nhé. Rất là ok nhé. Đây đây là nút đấy này. Con này thì nó bị nhiệt cái nút giảm âm lượng. Tăng âm lượng thì vẫn được nhưng mà giảm giảm âm lượng thì đang bị nhiệt nhé. Đó, có chân 3.5 này, có này. À, đây ngoại hình của máy đây, mặt trước thì là kính hết này, đó màn con này thì cũng chả nhớ là bao nhiêu nhưng mà biết là Pro Surface Pro 3 mọi người nhá. À, đây có một cái chân để mọi người đây nha mọi người nhá, đó cái chỗ này là để cho mọi người kết nối với bàn phím này. À, cái đâm đang để tròn 2 triệu này, tròn 2 triệu cho bác nào lấy nhá. Màn hình rất là đẹp đấy, dùng rất là mượt mọi người nhá. Con này thì nó đang bị màn mực một ít ở đây các bác này. Đó, mọi người nhìn là rõ nó bị mực một ít ở đây, mực một ít ở góc này. À, con này thì nó chỉ bị mực một ít mới để bị đấy đấy thôi, bị cái đấy thôi. Đây mọi người nhá. À, đây bây giờ sẽ vào con này là ổ nhớ của nó là 128 GB, đang còn trống 118 GB này. Đó. Nó chạy đây các bạn nhá, nó chạy Windows 10 Pro này. Chip của nó là chip i5-4300U nhá. Con này thì nó có hai nhân 1.9 GHz với 2.0 GHz đó, có hai nhân. RAM con này RAM 4, SSD là 128 GB này, đó. Máy thì là vẫn là ngon zin mọi người nhá. Đây nó bị mực một chút thôi, không ảnh hưởng gì cả. Về mọi người lấy về vừa nghe nhạc xem phim nó kiểu rất ok. Màn nó thì em cũng không nắm rõ lắm nhưng mà màn nó màn zin mọi người nhá, màn zin rất là đẹp. Đây mọi người nhìn này, dùng cũng khá là mượt. Con này thì cho các bạn nào lấy về thay thay iPad dùng thì quá là ngon, vẫn dùng lướt web chơi game hoặc là học tập rất là ngon nhé. Đấy, mua thêm một cái bàn phím Shopee mấy trăm nghìn á, dựng lên như này xem bóng đá kiểu rất là ngon. À, đây mọi người nhé, phát nhạc phát tiếng kiểu đều ngon hết. Đây mọi màn vẫn bị mực một chút đây mọi người nhìn là thấy này, đó. Đây mọi người nghe âm thanh của nó cũng khá là hay các bạn nhé. À, em đang bắt Bluetooth bắt rồi. Để em sẽ tắt Bluetooth đi đã. Đây mọi người nhé, mọi người có thể chỉnh âm thanh ở đây. Mọi người có thể chỉnh âm thanh ở đây. Đó. Không không cần phải được ở nút cái nút nó bị nhiệt, nút xuống thì mình chỉnh ở chỗ này thì thoải mái. Âm thanh của nó đây mọi người nhé. Đó, bắt đầu lấy được thì em để cho mọi người con này 2 triệu tròn nhá. À, tiếp theo lên cho mọi người một cây nữa là cũng là Pro 3 mọi người nhá. À, con này thì nó đẹp, nó không bị mực mà ngoại hình nó đẹp hơn. Con này thì là giá là 2 triệu 8 cho bác nào lấy này. Vẫn chạy đây bọn này thì nó có đầy, đây là chất sạc của nó này. Cổng kết nối này, cổng này, nó rất nó tuy là nó là cái máy tính mỏng nhẹ thôi nhưng mà cũng khá nhiều đủ cổng mọi người nhá. Chân 3.5 các kiểu đây để đủ hết. Khá là ok, vẫn cái này dựng nên để như này xem phim lướt web kiểu rất ô ngon mọi người nhá, cực kỳ hợp lý đó. Mọi người xem này, màn hiển thị rất là đẹp. Con này cũng là Pro 3 nhá, i5 RAM 8 RAM 4 SSD là 128 nhá.
giá con này là 2,8 triệu này, giá 2,8 triệu cho bác nào lấy này. Đó, rất là ok. Con này còn chưa tải Chrome luôn mọi người này. Đây mọi người nhá, muốn tải Chrome thì bật mạng lên vào đây thôi, tìm Chrome là nó tải về thôi. Đây, mình chọn tải về. Đầu tiên thôi có em sẽ vào check bằng YouTube bằng cái này luôn mọi người nhá. Vậy nghe nghe qua âm thanh kiểu nói chung là máy rất là ok. Thôi không không check âm thanh nữa, check cảm ứng nha mọi người đi. Đây cái bọn này thì màn cảm ứng nha mọi người nhá. Rất là ok. Con này màn đẹp hết các bác nha, màn đẹp hết luôn. Giá con này em đang để cho bác nào lấy thì là 2,8 triệu này. Một cây Pro đấy. Pro 3. Tiếp theo đến đến cây này Pro 5 mọi người nhá. Cái này giá thì là 3,8 triệu này. Bác nào lấy được thì nhắn nhé. Đó. Ngoại hình của nó đây. Cũng có jack 3,5 này. Con này thì là không lỗi lầm gì. Hai con sau này đều không lỗi lầm mọi người nhá. Chỉ có con đầu tiên thì lỗi lầm thôi. Con này các bên có bên đang bán đến 6-7 triệu đấy. À, em bán thì cho mọi người có 3,8 triệu thì bác nào lấy được thì nhắn nhanh chỉ còn. Dòng này thì về làm mình làm lướt web đồ hóa kiểu thì vẫn ok hết nhé. Đồ họa nhẹ cơ bản, ví dụ như gọi là chỉnh sửa video hình ảnh kiểu đơn giản ấy. Con này 128 luôn này. Đó mọi người đang chạy Win 10 Pro nhé mọi người nhé. Con này là cũng là i5 4300U. Vẫn giống như con kia thôi, i5 RAM 4 128 nhé. Nhưng mà giá của con này thì nó đắt hơn, tại vì con này nó đời nó mới hơn. Màn nó cũng to hơn một chút các bác nhé. Đây. Màn nó à màn nó cũng ngang ngang nhau thôi, nó không to hơn mấy đâu, nhưng mà giá của nó thì con này là 3,8 triệu này. Bắt đầu đấy thì là nhắn tin hoặc gọi điện cho em nhé. Cái dòng này thì là à không phải, con này mới là giá 3 triệu ta. Con này mới là giá 3,8 triệu mọi người này. Con này là Pro 5 này. Đó. Pro 5 thì nó có cái này, còn là Pro 3 là không có. Thì Pro 3 thì là giá là con này là 2,8 triệu nhá. Pro 3 giá 3,8 triệu này. Pro 5 thì giá là 3,8 triệu, nó đắt hơn 1 triệu nhá. Giá cực kỳ ngon luôn, tại vì các bên đang bán con này em thấy tầm 5 triệu đấy. Rẻ rất tầm 4 triệu mấy 5 triệu. Vào đấy được thì nhắn nhá. Giá thì còn có thể bớt và fix và lọc cho mọi người nữa cơ. Nên mọi người rất là yên tâm mọi người nhá. Nó là một con móc, nó là một con máy tính các bác nhá. Chạy Windows 10 Pro nhé. Chạy Windows 10 đàng hoàng. Rồi em xin phép mọi người kết thúc video ở đây nha. Bạn lấy được thì nhắn nha mọi người nhé.